Xin chào các bạn. Hôm nay đồ chơi di động.com sẽ giới thiệu đến các bạn một cái loại bao da dành riêng cho cái Samsung Galaxy Tab 4 phiên bản 8 inch. Đây là loại bao da nhét trong. Cái mục đích chính của nó là dùng để bảo vệ chiếc máy rất là an toàn. Khi các bạn mở cái nắp, cái phần trong như thế này, các bạn đặt chiếc máy vào trong này á, bạn gài cố định lại cái phần miếng thép dưới này lại thì sẽ giữ cái máy của bạn thật là chặt. Và nó đặc biệt với cái kiểu như nhét trong như thế này thì nó sẽ không làm chảy cái viền của máy, đặc biệt là Galaxy Tab 48 inch thì cái viền của nó dạng kim loại rất là dễ chảy. Bao da này hiện tại mình có trên tay là hai màu, thứ nhất là màu nâu và thứ hai là màu đen. Còn bên hông này các bạn có thêm một cái phần nữa, các bạn có thể gắn những cái thứ gì thích như là viết bi chẳng hạn hay bút cảm ứng chẳng hạn. Với cái loại bao da này các bạn có thể dựng ngang chiếc máy được. Các bạn sẽ đặt như thế này, cái phần lưng nó có cái phần trống này, các bạn gài cái nắp vô đó thì các bạn sẽ đặt chiếc máy nằm ngang như thế này đó, có thể xem phim trong thời gian dài mà không cần phải ngồi giữ cầm máy trên tay. Ngoài ra thì cái loại bao da này nó cũng được khoét sẵn các vị trí chính xác dành cho cái phần loa hoặc là cái phần camera của Galaxy Tab 48 inch. Mặt trong thì nó được lớp lớp vải nhung, nó được may lên trên này rất là mềm mịn và sạch sẽ. Mặt ngoài là lớp simili giả da, được may cái viền rất là cẩn thận chi tiết, các mũi may rất là đều. Đây là cái dòng bao da giá rẻ, tuy nhiên nó vẫn có thể bảo vệ máy thật tốt và nó mang một cái nét đẹp cổ điển vì nó tương tự như những cái bao da thật sử dụng từ da bò. Các bạn có thể truy cập trang web đồ chơi di động.com để xem chi tiết về cái hình chụp chi tiết sản phẩm cũng như là giá bán hoặc kích thước mua hàng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong các video clip tiếp theo.